Ủa, gì vậy? Đổ qua bên hình tài hả? Ừ, trận này trận kia đá vô. Bóng đá đó là một trò chơi rất thú vị phải không? Chúng tôi đang ở sân Anfield cho trận đấu ngày hôm nay. Tôi là Quang Huy và đây là người đứng Quang Tùng. Đã hả? Đã cầu thủ mà lắc léo, nhanh đá sướng ha. Julian ha. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Và trời ơi! Cái bắn mà không vô. Julian Brand. Rút Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Mấy thằng này xưa lắm rồi. Tăng tốc. Ô, quá sớm, Việt Vị. Đúng cầu cho nó liệt vị quá chạy đã ha. Chạy. Dạ. Mẹ sao nó lấn người ghê vậy? No. No. No là no. Tanguy Ndombele. Và đó là thiên vị. Chạy lên nhanh quá. Ây da. Ademola Lookman. Benzema. Qua người rất hay. Đây rồi. Đáng ghi bàn coi. Bàn này đã lưu bóng mà một pha phạt điểm rất tốt. Sút đi. Cản bóng tốt. Tuyệt vời. Anh ấy cản bóng như thể một siêu nhân vậy. Trong là xác định đó là một quả phạt góc. Má đâu ra lấy từng gôn thì cha. Đội bóng rất cần những pha xuất chúng của hậu vệ khi thủ môn họ đã bị đánh bại. Anh có thể sút. Wow. À. Đẹp của Lacazette. Một pha xuất điểm rất gọn gàng. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm. Anh ta là cầu thủ nhanh nhất trên sân. Được quả bóng thì tuyệt vời. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Rút qua Nistelrooy. Julian Brand. Họ đã chơi tuyệt vời. Đường truyền rất tốt để vượt qua. Mẹ. Benzema. Harvey Zanetti. Julian Brand. Tiêu một tấn công rất hay. Và bây giờ là một quả ném biên. Julian Brand. Gặp tới gặp lui hả? Đúng 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 đúng. Đó, nghe thật đã. Ademola Lookman. Tôi tính lấy quả trống suốt mà té mày rồi. Ôi. Ôi, quả rất nhanh lắm. Mà nổi đâu? Trời ơi, chuyện không kịp. Suni. Wow. Và thắng tuyệt đẹp của Lacazette. Tỷ số được đưa lên 2-0.
Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Lắng nhỏ té. Thôi nó. Tôi nghĩ là anh ta đã chạy trước tài vậy là vị trí của vị trí. Vị trí của trọng tài đơn giản là chỉ cần tăng giờ thôi. Thật đáng tiếc cầu thủ này vừa bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng. Hiệp đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Thôi rồi, tại vì lỗi xác nhận lỗi kết nối rồi. Trời ơi, thì vậy. Nhăn rồi. Tự nhiên nó ghi lỗi kết nối mạng. Nhăn luôn. Đó như là một cơ hội. Và ngăn chặn tuyệt vời. Thật nguy hiểm. Anh ấy đã để mất bóng. Chúng ta bị sự thua vẫn còn nguy hiểm. Trời, đẹp hôm môn đá này láo thiệt. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Cứ đá một mình ăn thì ăn, nhưng mà chút nữa qua chắc cũng bị sự thua. Một bàn thắng tuyệt vời. Tôi có thể thua như các bạn hàng nghìn lần. Gì vậy? Dạ? Dồn trái được hả? Ừ. Nó đem thủ môn là đã bật góc luôn chứ. Xỉ nhục. Bộ lão à. Harvey Zanetti. Phối hợp tốt. Cách biệt đã được rút ngắn, hy vọng đã trở lại. Gỡ lại đường trái à. Rất độc là nóng, hoàn chút điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo quay của trái bóng. 3-1 trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Không được. Tanguy Ndombele. Có cơ hội. Đây rồi, bàn thắng. 2-2 vô vậy? 3-2. Ờ, tôi nghĩ rằng không ai có thể tưởng tượng được trong tình huống đó. Tôi nghĩ rằng phát nó thay người luôn. Nó xin dừng trận đấu để nó thay người luôn. Ủa giống như là cứ dừng trận đấu, nếu mà cứ thay người là cứ thay trong đội hình của Tài đúng không? Đúng rồi. Là cầu thủ của Tài là cứ thay trong đó được luôn hả? Hay hết. Thế là mấy thằng mạnh mạnh đó hay sao? Ừ. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được quả bóng. Dễ quá. Cứ thấy lừa vô ăn được mà. Ăn riết. Thấy ăn riết thèm quá, lừa hoài ăn riết. Nó dễ riết. Tưởng cái này nó đá hai người hai gà. Làm thế nào để chống lại sự có chức này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Nếu muốn kiểm soát hai người bóng thì không hiểu với nhau là cũng khó. Cứ vô vật phẩm á, dễ dàng nhất đến từ ông trưởng. Cứ vô vật phẩm á, cái cứ nhận hết, cái xong rồi qua bên kia mở ra. Đối phương đã lấy bóng sau pha va chạm mạnh. Cái cầu thủ nào có được thì bán, không được thì được thì giữ lại, không được thì bán đi. Jordi Alba. Bởi tôi mở mấy thằng trường thuyết còn cũng ngon. Bạn kiếm sao ngon bạn mấy triệu. Nguy hiểm. Trời ơi, ra nó bông. Có 3 bàn thắng. Với hát chút này ta đã quay trở lại. Em mất này thật mất dạ. Á, thằng thủ môn lên mất.
thành tích vô cùng tuyệt vời. Anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. Trận đấu sẽ có thêm nhiều bàn thắng, tỷ số bây giờ là 4-2. Ví dụ nó thay nào. Một cú sút bóng rất lách và đã cướp được bóng. Phối hợp tốt, cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Em nó gỡ thêm trái nữa rồi. Dội trúng chân mình cái đi trúng cục dọc. Đó không ổn định nữa. Chủ nhật do Việt Nam nhiều người chơi quá. Những pha phạt mật khá đẹp mắt. Rút qua đi xe thôi. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Việt Nam nhiều người chơi quá. Kết quả thế này thì khá là tệ đấy. Đây không phải là một trận.